Vâng, em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê đi bẫy chồn, bẫy cáo, bẫy mèo. Thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác những cái sản phẩm mà bên shop đang kinh doanh. Đây là những chiếc cạm kiềng chuyên bẫy chồn, bẫy cáo, bẫy mèo không nhá. Như các bác thấy là số lượng thì rất là nhiều để phục vụ cho các bác, các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Đấy, thì bây giờ đang đến mùa chuẩn bị vào cái mùa bẫy chồn của 2020 rồi. Thì bên shop nhập số lượng rất là nhiều không nhá. Đây tất cả là mẫu cạm bẫy chồn. Thì bên em cung cấp đầy đủ các mẫu sản phẩm đó nhá. Nhỏ nhất là cái cạm 9 cm để các bác bẫy chuột, chuột đồng, đấy, chuột nhà đấy, và bẫy chồn hương, chồn bạc má, chồn hôi. Rất là nhiều sản phẩm mà bên shop đang kinh doanh. Đây là em xin giới thiệu hôm nay thì giới thiệu chi tiết cái mẫu cạm 14 cm để cho các bác tham khảo nhé. Đây là một chiếc cạm 14 cm này. Chất liệu như có thấy là 100% là bằng thép đấy, nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc thôi nhá. Đấy, Việt Nam mình chưa làm được, em nói luôn. Đấy là bằng đây là bằng thép thôi nhá. Đấy, răng cưa. Cái này thì nó cái độ dày của nó thì thời điểm này thì nó không dày được như ngày xưa. Đấy, em nói luôn. Bây giờ nó chỉ dày mức độ thôi các nhá. Đấy, mức nặng này là cái lô này về là tương đối là dày rồi. Đấy, để phục vụ anh em. Các bác nào mà đang có nhu cầu mua cạm bẫy chồn cạm 14, 12, 16 18 cho đến 33 thì cứ liên hệ trực tiếp theo 3 số điện thoại của shop để đặt hàng. Shop em đến từ Bắc Giang luôn nhá. Đấy, luôn luôn là giao hàng ship hàng qua ngành bưu điện. Anh em nhận hàng các bác mở ra kiểm tra đúng sản phẩm thực tế trên video này các bác đang thanh toán tiền. Thì cái đường kính của nó là từ bên này các bác nhá. Đấy, từ bên này sang bên này là 14 cm. Từ bên này. Đấy, từ bên này sang đây là 14 cm. Thì rất nhiều video em đã giới thiệu rồi. Đấy. Thì cái mẫu cạm 12, 14, 16, 18 thì nó không có bàn đạp không nhé. Đấy, các bác có thể về cắt tôn làm bàn đạp. Thế còn các bác mà đang có nhu cầu mà mua ít, các bác không muốn làm bàn đạp thì các bác có thể là liên hệ bên em. Bên em sẽ làm bàn đạp cho các bác. Đấy, hàng đến tận nhà, bác mở game kiểm tra, thanh toán không nhé. Thì một cái cạm này thì nó đi theo một cái lẫy này không nhé. Một cái lẫy này. Đấy, một cái lẫy này. Thì để làm bàn đạp không nhé. Đấy, còn nếu mà các bác mà bị hỏng, bị mất hay bị... nó lẫy nó kém chất lượng thì các bác có thể mua thêm cái lẫy này để các bác xoay cua. Đấy, cái lẫy này thì bên em đang bán 10.000 một chiếc các bác nhá. Đấy. Thế còn cái cạm 14 này thời điểm này thì nó giá cực hợp lý cho anh em. Giá chỉ 17-18.000 một chiếc thôi. Đấy. Nên là các bác nào mà đang có nhu cầu mua thì liên hệ bên em để đặt hàng. Đấy, cạm 14 rất là đẹp, dày dặn cho anh em. Chất liệu 100% bằng thép không nhá. Đấy, anh em yên tâm, số lượng thì rất là nhiều để phục vụ các bác. Đây là một đơn vị bán hàng chuyên nghiệp nên bán rất nhiều mẫu cạm kiềng, đấy, cạm chuột, đấy, các bác nhá. Đây, số lượng này về rất là nhiều để phục vụ nha. Toàn là cạm 14, 16, 18 các bác nhá. Đây đây cạm 12 này, đấy, cạm 12 nhỏ hơn luôn nhá. Đây là các bác nào mà đang quan tâm về sản phẩm cạm bẫy chồn, cạm kiềng chuyên bẫy chồn luôn nha. Cái mẫu này thì các bác đánh có thể qua đêm, các bác đánh qua đêm vài hôm các bác vào rừng thăm cũng được, không phải trông nên là rất yên tâm. Nếu mà chồn mắc thì nó sẽ dính ở đấy thôi. Nên là một cái video rất là ngắn thôi, chia sẻ anh em bạn bè một cái video cạm bẫy chồn, bẫy cáo, bẫy mèo. Em sẽ kết thúc video tại đây. Cũng xin chào và tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của show.